Xin mời các bạn đến thăm Kiyama. Nơi đây là nơi có cái núi lửa và đá ba gian. Hôm nay được may mắn là tôi đã được đến thăm Kiyama ở đây. Xin mời quý vị cùng chúng tôi tham quan cái mỏ núi lửa ở dọc bờ biển của Kiyama. Ở đây, mọi người nhìn đây là cái tháp ở chỗ Kiyama. Ở đây nó được không có được thời tiết không được tốt lắm. Tại vì là ở đây nó trời mưa. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ đến để chạm vào cái đá núi lửa của Kiyama của Sydney. Ở đây mọi người nhìn, ở đây là Kiyama của Australia. Và bây giờ chúng ta xuống thăm cái mỏ núi lửa, và mọi người thấy đây là nguyên cái mỏ núi lửa nè, nằm ở dưới bãi biển. Hồi xưa nó giống như Hawaii, tức là núi lửa phun trào và những cái đá còn tồn tại tới bây giờ. Rồi mọi người nhìn đây, đây cái đá núi lửa này. Nhưng mà ở đây nó không có mịn như ở Việt Nam, đá ở Việt Nam chúng ta. Đá ở đây là mọi người xem là nó rất là nhuyễn như thế này, không có như ở Việt Nam chúng ta. Nó thưa đó, hết rồi. Rồi chụp cho thầy cái núi lửa. Rồi. Và chúng ta sẽ cùng chụp kỷ niệm một cái cảnh núi lửa. Ok, và chúng ta tiếp tục đi thăm. Và chúng ta sẽ trực tiếp chạm vào đá núi lửa ở đây. Và phải nói là cái đá của ở Việt Nam chúng ta là thịt nó là rất chắc, không như ở đây. Và chúng ta sẽ nhìn lửa ở đây là phun trào. Ở đây mọi người sẽ thấy có một cái điểm rất là độc đáo, là ở đây có một cái hang. Mọi người đứng chờ nha, một cái hang. Và đây là núi lửa, quý vị thấy đỏ rực hết không? Nghe tiếng sóng ở dưới một cái hang đó, và trong cái hang đó núi lửa đang là ở nước là từ nước biển đánh vào. Như hôm nay nước biển thấy không có nhiều lắm, nếu có thì là cái nước biển nó sẽ đánh vào thì nó thông vô trong đây, nó sẽ phun ra một cái dồi nước thật là lớn. Chúng ta chỉ nghe tiếng sóng biển đập bì ào thôi, chứ không có lên, tại vì lý do là ở đây là hôm nay không có sóng lớn, chỉ có mưa râm râm thôi. Và các bạn cùng đi theo chúng tôi nhìn cái núi lửa ha. Và chúng ta sẽ trực tiếp chạm tay vào núi lửa. Đó, thấy không? Tiếng nổ y ầm nhưng mà chưa lên tới được. Và chúng ta có thể trực tiếp ha. Và chúng ta có thể trực tiếp nhìn đó. Tiếc quá. Nó đã xuống rồi. Nó vừa. Và chúng ta nhìn đây cái núi lửa, đá núi lửa ở đây không có như chúng ta nhìn đây nè. Đá của chúng ta rất là mịn, còn đá ở đây không có được mịn như vậy. Và nó rất là nhỏ, li ti như thế này. Và chúng ta nhìn đây. Chúng ta xem ở đây cái
Đá Việt Nam tuyệt vời hơn. Mọi người nhìn thấy đá ở đây, và tôi cho đây cho mọi người xem những cái đá ở đây nó không có được mịn màng như cái đá chúng ta. Nó giống như đá ở đây. Mọi người thấy không? Và những cái cục nổ lửa này, có nghĩa là đá núi lửa của Việt Nam á là lâu năm hơn. Và nó quá thạch ra. Phải nói là đá của Việt Nam chúng ta là tuyệt vời. Ở đây nếu như mà muốn mà thực hiện á là rất là khó, tại vì cái tuổi thọ nó cũng còn kém cái đá của Việt Nam chúng ta rất nhiều. Mọi người nhìn tầng tầng cái lớp lớp của chúng ta là gần như đá núi lửa, nó quá thạch rồi, nó đá thành đá thiệt luôn rồi. Đây mọi người thấy nó lớp lớp như nó không có đặc dày như nữa ở Việt Nam. Đây là nghìn năm mới có một lần, không có cơ hội được ngắm nhìn. Đây là cái hang động nằm thông dưới biển, và khi mà nó đánh lên được rồi, mọi người tới nhà ra nhìn lên nha. Đây nó đang vỗ lên. Đây, cố gắng nhìn để cho thấy. Đây là sự may mắn cho tất cả chúng ta nếu có dịp mà nhìn thấy cái luồng nước biển từ ở dưới ngoài biển đánh vào hang động. Chờ đợi. Đó. Đây canh người đậu may mắn đó đấy. Rồi, vậy là cao nhất rồi. Có bây giờ mình quay đến quốc liền không? Mắc cỡ. Bên đây không có gió thằng ra nó. Dạ, nó phải gió nhiều hả thầy hả? Rồi, có liền. Thầy mới nói cái là có liền. Đây nè mọi người nhìn tia đá nó lửa này, nó đỏ. Popping like so. Rồi, chúng ta tiếp tục đi thăm. Đây bây giờ đá là xung quanh là đá núi lửa đây. Cho nên khi mà chúng ta đi đến thăm núi lửa này đây á, chúng ta mới thấy cái giá trị của đá của chúng ta. Mọi người nhìn đây. Đây một cái tảng đá lớn. Tảng đá lớn như vậy. Giờ mọi người nhìn nó không có. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mọi người nhìn đá đây nó xen với là lẫn với đá đất đây. Nó có sắt ở đây, có sắt đây nè. Đá này nó sắt nhiều. Sắt đây. Và chúng ta nhìn đá đây á, là nếu như mà chúng ta cắt ra thì nó bể vụn hết. Đây nè. Rất là bể vụn hết. Rồi. Ta nhìn nguyên cái một cái bãi đá lớn như vậy nè. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái bãi đá lớn như vậy, nhưng mà đá nó rất là chặt, rất là chắc, chứ không phải như vậy. Đấy, mọi người nhìn những cái nói như vậy thì làm sao mà mài được như chúng ta được. Thấy không? Bên nè. Thấy không? Nó bị lớp hết. Cái này bữa nào mình Rồi. Mọi người tiếp tục đi thăm núi núi đá lửa ha. Và một lúc nhặt cho thầy cục nha. Đá này bị là đá non như là đất bùn vậy, đúng rồi. Và chúng ta nhìn đây. Mọi người nhìn đây nè ha. Đây. Đá nó như là miếng như vậy. Và nó nếu như mà chúng ta cắt ra không được. Thấy không? Đây nè. Và không cứng như đá mà của Việt Nam. Thấy không? Đây. Mọi người nhìn đây ha. Có sớ, nó có sớ. Nó không có được thịt như là của mình. Của mình nó thịt nó chắc, mà nó bị của mình nó lâu năm hơn. Đúng rồi.
đi ra chúng ta mới thấy quý báu cái đá của chúng ta. Xem ngoài quá. Thế nào mà đá bằng chúng ta được. Đây nè. Vậy nhìn vô thấy cái đá thấy không? Đó. Những cái tảng rất lớn nhưng mà so với đá của Việt Nam mình thì rõ ràng là không bằng được. Đây, đẹp tuyệt vời. Bám ở trên được cái thầy thì thường là mấy cái đá này là rêu nó lên không được, đá nó lửa là nó lên không nổi, nó phải có cái gì hả thầy? Thì cái chất của nó đây nó phát ra một cái phản xạ mà thấy những cái đá lên ghê không? Rồi chúng ta rất là may mắn được đi đến thăm một cái mỏ núi lớn như thế này. Mọi người nhìn thấy rất là to. Đây rồi. Đây. Đây đá này hàng hàng lớp lớp, mọi người thấy nhìn thấy đây. Cái khu nhỏ này. Phải nhìn đây, đây những cái đá này gian biển này là lâu chưa nào như này, nó lốp lốp như thế này. Rồi khi mà mình đến đây mình mới thấy cái giá trị của cái đá mà của chúng ta. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.